Dạ vâng, Nhật Bản Em Hoa trên YouTube xin chào các bác và anh chị ạ. Hôm nay em lại tiếp tục giới thiệu đến những siêu phẩm dòng bếp ga, dòng mặt kính phun chức năng thương hiệu Zinnai thì các bác và anh chị mình cũng nghe cũng rất là quen thuộc rồi đúng không ạ? Một em Zinnai mặt kính phun chức năng ngày hôm nay em giới thiệu đến cho các bác và anh chị là một con mặt màu trắng sữa nhé. Con này là màu trắng sữa. Đây, em tiến lại gần cho các bác và anh chị mình thấy mặt này, màu trắng sữa nhé. Con này màu sáng nhưng mà không bị bẩn đâu. Các bác và anh chị mình cứ yên tâm sử dụng vì dòng mặt kính vệ sinh bếp là mặt là rất là nhanh rồi vì không bị bẩn giống như dạng mặt nếu như màu sáng màu men thì nó cũng có khả năng bị bẩn hơn, nhưng dòng mặt kính thì các bác và anh chị mình yên tâm nhé. Các anh chị nào mình thích những cái gam màu sáng thì mình quan tâm đến những con mặt màu như thế này, rất là nhẹ nhàng luôn, nhìn là rất là mát mắt cho các bác và anh chị mình. Những dòng Zinnai mặt kính này thì bên em có 3 màu. Một màu trắng sữa giống như em đang giới thiệu cho các bác và anh chị, và một màu xanh coban, và một màu gọi là màu ghi sữa nữa. Đấy là 3 màu đấy, thì các bác và anh chị mình cùng theo dõi với em thì thích màu như thế nào thì các bác và anh chị mình cứ kết bạn Zalo với em theo số điện thoại em ghi ở trên góc trái màn hình đấy ạ. Thì em sẽ gửi hình ảnh bếp cho các bác và anh chị mình lựa chọn màu nhé. Còn tất cả những loại phun chức năng như thế này thì nó cũng giống nhau hết cả thôi. Bây giờ em mời các bác và anh chị mình cùng chi tiết về con bếp này của em. Con này là chia lửa là bằng hợp kim nhôm nguyên khối ạ. Bộ chia lửa đang còn rất là đẹp, rất là chất lượng luôn đấy ạ. Họng bếp hai bên trái phải thì vệ sinh rất là sạch sẽ cho các bác và anh chị rồi. Đây là cái tim cảm biến đo nhiệt độ đáy nồi. Rất là đẹp, rất là chất lượng luôn. Nên các bác và anh chị mình yên tâm sử dụng. Dòng dù là dùng bếp kính đời không cao nhưng mà chất lượng bếp đang còn rất là đẹp luôn. Em thấy nó rất là bền và cốt bếp rất là chắc chắn và rất là nặng luôn. Con bếp này phải nặng 17-18 phân, 17-18 cân đấy ạ. Thành vách hai bên trái phải này. Rất là đẹp cho các bác và anh chị, dòng mặt kính thì đời không cao này, mong đâu có các bác và anh chị ạ. Nhưng mà các bác và anh chị mình cứ yên tâm sử dụng nhá. Em nói thật là những dòng bếp cũ đây này, cũ đời sau á, chất cốt bếp rất là đẹp luôn. Xong và em sẽ test lửa và test cái tính năng của nó luôn cho các bác và anh chị mình theo dõi ạ. Lửa lên rất là xanh đúng không ạ? Xanh không thấy ngọn lửa luôn ạ. Xanh gì luôn á. Bếp Nhật thì con nào nó cũng được trang bị cái tim cảm biến đo nhiệt độ đáy nồi này. Đây là cái tim cảm biến đo nhiệt độ đáy nồi. Nó sẽ tự động tắt lửa và khóa ga khi nồi cạn nước, gió thổi và không may đang nấu canh, nấu nước, nấu cháo có bị trào nước ra thì bếp sẽ hoàn toàn tự động tắt lửa và khi đã mất ngọn lửa đi lại còn đồng thời khóa ga cho các bác anh chị mình luôn. Rất là an toàn luôn, chống cháy nồi cho gia đình mình rất là cao. Lửa xanh thì ưu điểm em chia sẻ cũng rất là nhiều video cho các bác và anh chị rồi. Lửa xanh thì nấu rất tiết kiệm ga, tiết kiệm từ 25-30% ga so với lại bếp ga bình thường. Mỗi năm các bác và anh chị mình nấu đến 4 bình ga thì sử dụng xong dòng bếp Nhật này thì các bác và anh chị mình chỉ hết đến 3 bình ga thôi, vì nó rất là tiết kiệm ga luôn. Vì nó có cái tim cảm biến đo nhiệt độ đáy nồi đấy, nó tự cân chỉnh được ngọn lửa ở dưới đáy nồi. Lúc nào mà đáy nồi nóng quá từ tầm 200 độ C trở lên thì nó tự cân chỉnh điều chỉ điều tiết ngọn lửa lại nhỏ, chứ không giống như các bếp bình thường kia là nó không biết cân chỉnh ngọn lửa thì nó sẽ là cái lượng ga tiết ra là gọi là nếu như tiết đều thì nó vẫn tiết đó, nó không thể cân chỉnh được, cho nên là không tiết kiệm được ga. Và em sẽ test cái tính năng cạn nước bên bếp bên tay phải này cho các bác và anh chị mình theo dõi. Còn con bếp bên tay trái là em sẽ test tính năng không may đang nấu mất ngọn lửa đi. Tính năng mất ngọn lửa thì mất tầm khoảng 10 giây là bếp sẽ có tín hiệu khóa ga. Em sẽ test lửa luôn cho các bác và anh chị mình thấy. Trong khi chờ đợi tín hiệu báo về thì em mời các bác và anh chị mình tham quan về khay nướng và vị nướng và các chức năng của con bếp này. Bộ khay nướng đang còn rất là chất lượng đó. Các bác và anh chị vừa nghe tín hiệu gì không ạ? Đấy là cái tiếng nhạc tít tít đã báo hiệu đã khóa ga của tính năng mất ngọn lửa rồi đã. Và bếp bên tay phải này em test tính năng cạn nước. Nồi nóng quá thì lửa cũng đã tắt rồi ạ. Và khi tắt cũng khóa ga luôn. Đấy, em nói các bác và anh chị mình đấy, em nói có sai không ạ? Dù dòng bếp kính đời không cao nhưng mà chất lượng bếp rất là tốt luôn. Cảm biến đang còn siêu nhạy bén luôn. Cốt bếp rất là chắc chắn luôn. Bây giờ em sẽ test lửa cho các bác và anh chị mình thấy nhé. Đợi em lấy cái bật lửa với ạ. Này, kho hàng nhà em rất là nhiều đấy ạ. Quay lại em sẽ test lửa cả hai tính năng cạn nước và mất ngọn lửa cho các bác và anh chị mình theo dõi luôn ạ. Bếp đã hoàn toàn khóa ga đúng không ạ? Rất là an toàn cho gia đình mình luôn.
có cái tính năng tự động tắt lửa khóa ga này. Khi các bác sử dụng dòng bếp Nhật thì không bao giờ lo tình trạng bị cháy nổ cho gia đình mình đâu. Lò nướng 2 tầng lửa, con này là nướng 2 tầng lửa. Đây bên trong lửa, khoang nướng lửa lên rất là đều nhá. Lên rất là nhạy bén luôn. Một con bếp nướng hẹn giờ tối đa là được 15 phút và tối thiểu 1 phút. Tăng cộng giảm trừ, các bác và anh chị mình cứ muốn hẹn bao nhiêu thì mình cứ nhấn vào đây. Còn bây giờ em sẽ hẹn 1 phút của lò nướng cho các bác và anh chị mình thấy được là cái chức năng hẹn giờ của lò nướng đang còn hoạt động tốt không ạ. Giá bếp đời không cao nhưng chất lượng đang còn rất là tuyệt vời luôn các bác và anh chị. Chức năng của con bếp này là bây giờ em giới thiệu về chức năng của con bếp này. Con bếp bên tay phải này là có chức năng 3S. Khi sử dụng 3S thì các bác và anh chị cũng nhớ ấn giữ tay cho em lấy 3 giây. Đấy, buông tay ra mà thấy nốt đỏ đã được hiển thị thì lúc này chức năng 3S đã được kích hoạt. 3S có tác dụng là mình duy trì ngọn lửa và để ngọn lửa to để không mất ngọn lửa đột ngột đi. Thì khi mình chiên rán hoặc rang đồ khâu lâu á thì cái bếp Nhật là nó có cái tim cảm biến đo nhiệt độ đáy nồi. Mà đáy nồi sẽ nóng quá là nó sẽ tự động tắt lửa đi. Thì đỡ phải mất công mình phải tắt bếp bật bếp lại. Thì các bác và anh chị mình kích hoạt 3S. Nên sử dụng giúp em. Đấy, 1 phút hẹn giờ của lò nướng của em đã trở về không rồi đấy ạ. Đấy. Và đồng thời nữa thì các bác đấy, khi nào tắt cũng khóa ga luôn. Bên trong nóng thì em không tiện test cho các bác và anh chị xem. Đấy, tất cả chức năng của nó đang hoạt động rất là tốt đấy. Phím em đang tắt này. Quay sang bên con bếp bên tay trái này. Con bếp bên trái thì có cài đặt chiên rán được 140, 160, 180 lên 200. Khi các bác và anh chị mình chiên rang thì mình tùy theo gọi là tùy chỉnh được nhiệt độ của đáy nồi. Mình thích nhiệt độ 140 thì mình nhấn vào 140 để cho lúc nào nhiệt độ đáy nồi cũng duy trì là 140. Thích 60, thích 180, thích 200 thì các bác mình tùy theo cái món của mình thì mình chọn nhiệt độ. Đó gọi là tác dụng của cài đặt chiên rán. Và có chức năng tự động nấu cơm, tự động nấu nước và tự động nấu cháo. Nấu nước là dưới cùng này, nốt thứ hai là nấu cơm và nốt thứ ba là nấu cháo. Và có cài đặt hẹn giờ được hai bếp. Cài đặt hẹn giờ được bếp trái, bếp phải. Con này là full đồng hồ hẹn giờ 3 bếp. Đây, em sẽ hẹn 1 phút của bếp trái luôn cho các bác và anh chị mình thấy được tốt cái chức năng hẹn giờ của bếp nhé. Đây, và đồng hồ hiển thị là nằm bên bếp bên tay phải này. Ba con bếp thì đồng hồ hiển thị là nằm bên bếp của lò nướng. Hai bếp trên hẹn giờ tối đa là 90 phút và tối thiểu 1 phút. Em sẽ hẹn 1 phút của bếp trái luôn đấy. Các bác và anh chị mình cùng theo dõi với em theo 1 phút đồng hồ nữa xem. Một con bếp full chức năng này, tất cả chức năng của nó hoạt động tốt nhé. Đưa lại thành vách cho các bác và anh chị mình thấy luôn ạ. Một con bếp kính rất là chất lượng luôn. Giá thành con này em bán cho nhà mình với giá là 3.800.000 đồng. Hình thức mua hàng bên em thì các bác và anh chị mình trước khi mua hàng thì vui lòng cọc cho em từ 2-3-500 tùy theo giá trị từng bếp. Bên em bao ship, bao lưới chống chuột và tặng cho các bác và anh chị một đôi pin bảo hành bếp 1 năm. Và các bác và anh chị mình được kiểm hàng trước khi thanh toán. Cho khi test bếp ok hết thì các bác và anh chị thanh toán số tiền còn lại cho ship giúp em. Và luôn có đâu kỹ thuật đồng hành cho các bác và anh chị mình sử dụng nhé. Nên các bác và anh chị mình yên tâm sử dụng dòng bếp bên em. Thì khi các bác và anh chị mình mà quan tâm đến những phân khúc dòng full chức năng này mà thấy giá thành hơi cao mà muốn theo những cái dòng thấp hơn thì các bác chị cứ liên hệ với em nhé. Thì em sẽ chọn lựa cho các bác và anh chị mình những chiếc bếp mình ưng nhất nhé. Đấy, 1 phút hẹn giờ của bếp trái của em đã trở về không rồi ạ. Và đồng thời lửa cũng đã tắt rồi đấy ạ. Và khi tắt cũng khóa ga luôn. Đó, các bác và anh chị mình thấy nhé, tất cả chức năng của bếp đang hoạt động rất là tốt. Một em zin này mặt kính màu trắng sữa giá thành 3.800.000 cho các bác và anh chị. Xin chân thành cảm ơn các bác đã luôn đồng hành. Nhớ cho em xin một like, một đăng ký kênh với ạ. Xin chào và hẹn gặp lại các bác và anh chị ở các video tiếp theo của em ạ.